Bị đồn qua đời, ca sĩ Chế Linh bất bình lên tiếng, tôi vẫn có thể hát và gặp gỡ khán giả. Trước tin đồn qua đời, danh ca Chế Linh cho biết ông đang về thăm quê nhà tại thành phố Phan Trang, Tháp Chàm và vô cùng bất bình trước những thông tin sai lệch trên mạng xã hội những ngày qua. Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền tin đồn nam danh ca Chế Linh đã qua đời khiến không ít người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương. Trước những thông tin sai lệch này, con trai danh ca Chế Linh là ca sĩ Chế Phong đã lên tiếng đính chính. Ca sĩ này cho biết danh ca Chế Linh vô cùng bất bình trước tin đồn này bởi hiện tại ông vẫn khỏe mạnh và đang trên đường về thăm quê ở thành phố Phan Trang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Ngay sau đó, Chế Linh cũng có cuộc chia sẻ nhanh với báo chí. Ông cho biết, tôi không hề bệnh nặng, cũng vẫn còn có thể hát và gặp gỡ khán giả. Chế Linh sinh ngày 3 tháng 4 năm 1942, là một ca sĩ người Chăm nổi tiếng, đồng thời là một nhạc sĩ tài hoa với bút hiệu Tú Nhi và Lưu Trần Lê. Ông nổi danh từ thập niên 60 với nhạc vàng từ thời kỳ đầu và là một trong 4 giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng thời kỳ đầu, tứ trụ nhạc vàng với 4 phong cách khác nhau. Danh ca được biết đến với các bài hát nổi tiếng một thời như bài ca kỷ niệm, đêm buồn tĩnh lẻ, đoạn tái bút, vùng biển trời và màu áo em. Trước danh ca Chế Linh đã có rất nhiều nghệ sĩ bị đồn là đã qua đời trong khi vẫn còn đang rất khỏe mạnh như danh hài Hoài Linh, danh ca Khánh Ly, mới đây nhất là diễn viên Mai Phương. Chia sẻ thêm về những đồn đoán sai lệch này, ca sĩ Chế Linh cho biết sự yêu thương dành cho nghệ sĩ là điều mà người làm nghệ thuật rất trân quý. Tuy nhiên, có những người đi quá xa, thậm chí vừa gọi điện thoại cho người nhà nghệ sĩ đã khóc tức tưởi. Các trang mạng xã hội hiện nay là con dao hai lưỡi, nếu không xác minh, rất dễ gây hiểu nhầm.